Đầu tiên là cái tầm quan trọng của ngành ngân hàng. Chúng ta lưu ý là ngành ngân hàng là dòng máu của nền kinh tế và các doanh nghiệp, do đó là có thể coi là ngành xương sống và hết sức thiết yếu tại Việt Nam. Hiện tại thì có 19 cổ phiếu ngân hàng niêm yết với vốn hóa là chiếm sấp xỉ khoảng 1/4 của toàn thị trường chứng khoán Việt Nam. Và đặc biệt là các tỷ phú lớn ở Việt Nam đều có sở hữu hoặc là quan hệ mật thiết với ngân hàng. Đó là một số cái đặc điểm mà chúng ta lưu ý này. Thứ hai là trong điều kiện mà GDP mà có tăng trưởng thì ngành ngân hàng cũng sẽ có một cái nền tảng tốt để tăng trưởng, và tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng thì thường là mạnh hơn so với GDP, cụ thể là khoảng cấp khoảng 2 đến 2,5 lần. Thì có thể coi cái giai đoạn là 2010 đến 2020, có thể coi là giai đoạn sắp xếp và định hình của ngành ngân hàng, đúng không? Thì cả chặng đường 10 năm tiếp theo, 2020 đến 2030, có thể coi là giai đoạn bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của ngành. Đó là một cái đặc điểm mà chúng ta cần lưu ý ha. Ngoài ra, khi mà phân tích về ngành ngân hàng thì thông thường những cái trụ cột rất quan trọng mà chúng ta cần nhìn, đầu tiên là cái chất lượng tài sản vẫn là cái gốc cơ bản nhất. Rồi trên nền tảng đó chúng ta sẽ nhìn vào cái tiềm năng tăng trưởng của ngành, hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời và định giá. Đó là những cái vấn đề chính. Rồi thế thì đối với hiện tại thì rủi ro đối với ngành ngân hàng Việt Nam có những vấn đề như nào? Thì hiện nay cái sự cạnh tranh từ những cái sản phẩm thay thế, ví dụ như là tiền điện tử này, tiền số này, đúng không? Hay là các công ty công nghệ tài chính đang có xu hướng phát triển rất mạnh. Chúng ta có nhìn vào những cái trường hợp của Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy cái xu hướng này như nào. Rồi có thêm các cổng thanh toán trực tuyến mà không thông qua ngân hàng này, đúng không? Tỷ lệ sử dụng đồng bảy các doanh nghiệp thì lại càng thấp, và đặc biệt là Covid-19 thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng. Thế còn 10 năm tới thì ta sẽ nhìn như nào trong giai đoạn hiện tại và 10 năm tới? Thì GDP dự kiến là tăng trưởng của Việt Nam trung bình khoảng 5-6% một năm, thì nó sẽ là nền tảng cho tín dụng tăng trưởng độ khoảng quanh mốc khoảng độ 13-15% một năm. Thì tùy, cái này tùy, chút nữa các chuyên gia có thể cho ý kiến thêm. Ngoài ra là dự kiến là các mảng dịch vụ mới, trong tức là bên cạnh những cái mảng truyền thống như là phụ thuộc vào tín dụng, đúng không? Thì các ngân hàng sẽ mở ra những cái hướng mới, đặc biệt là tận dụng vào công nghệ. Như vậy là có thể nói là cái sự phát triển của ngành ngân hàng trong 10 năm tới sẽ không phải là cá lớn nuốt cá bé nữa, mà là cá nhanh sẽ nuốt cá chậm. Tóm tắt lại tình hình hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2020 thì gồm có những cái nhân tố sau. Trước tiên là về lợi nhuận ròng thì tăng trưởng 12,6%, thấp hơn so với con số cùng kỳ 17% của cái năm 2019. Riêng quý 2 thì lợi nhuận tăng trưởng 22% so với cùng kỳ là khá tốt. Thứ hai là phân hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ trong các cái khối ngân hàng. Thì khối ngân hàng tư nhân thì duy trì tăng trưởng rất tốt, như VP Bank thì tăng trưởng lợi nhuận tới 51,7%, HD Bank thì tăng 32,4%, VIB tăng 30%, TP Bank thì tăng 26%. Thì do chủ yếu là những ngân hàng này tập trung vào cái bán lẻ và gia tăng dịch vụ. Đó. Trong đó thì trong khi đó thì các cái ngân hàng có vốn chi phối của nhà nước thì chịu tác động lớn hơn, và họ khó có thể dịch chuyển một cách nhanh nhẹn hơn. Chính vì thế cho nên lợi nhuận của Vietcombank thì giảm 3%, BID giảm 6%. Có riêng cá nhân CTG, tức là Vietinbank ấy, thì tăng trưởng 39%, thì nhờ vào là cái nền thấp của những năm trước và xử lý nợ xấu quyết liệt ở năm 2018. Thứ ba nữa là về tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2020 thì chỉ đạt có 3,26% mà thôi. Thì kỳ vọng cả năm thì có thể chúng tôi cho rằng có thể đạt được khoảng 10-13% nhờ vào việc đẩy mạnh đầu tư công nửa cuối 2020, từ đó là cái cầu về tín dụng nó có thể tăng trưởng lên tốt hơn. Thứ tư nữa là nợ xấu ngân hàng thì tăng từ mức 1,4% cuối năm 2019 lên 1,6% trong 6 tháng đầu năm 2020, và chúng tôi cho rằng có thể tăng tiếp khoảng lên khoảng 1,8-2% vào cuối năm 2020 do sự dịch chuyển của các nhóm nợ. Bởi vì như này, khi cái nợ của người ta ấy chưa trả được thì nó phải theo một cái thời hạn, ví dụ như 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, thì khi đó nó mới nhảy nhóm nợ từ cái nợ gọi là tốt sang nợ nghi ngờ vân vân, và cuối cùng đến nợ xấu và nợ mất vốn. Thì cái việc Covid diễn ra rất khó khăn trong cuối quý 1 và đầu quý 2, thì dự kiến thì cuối năm, tức là khoảng quý 4, thì nợ xấu có thể lại gia tăng tiếp. Thì chúng tôi cho rằng là có thể tăng lên đến 1,8-2% toàn hệ thống. Tiếp theo là cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu
của các ngân hàng thì tăng từ 90,7% năm 2019 lên 92,6% trong 6 tháng 2020. Điều này cũng cho thấy các ngân hàng cũng rất là chủ động trong cái việc trích lập dự phòng nợ xấu cao hơn. Đó, chứ không phải là họ giấu giếm nhiều những cái này ạ. Và chính cái tác động của Covid-19 đã ảnh hưởng tới ngân hàng là không nhỏ. Tuy vậy thì do sức khỏe của các cái ngân hàng hiện nay đã tốt hơn rất nhiều so với cái giai đoạn trước 2011-2013. Thì do đó là chúng tôi cho rằng là có ảnh hưởng nhưng mà nó sẽ đỡ hơn so với những cái giai đoạn trước đây ạ. Trái ngược với triển vọng lợi nhuận khối doanh nghiệp phi ngân hàng thì lợi nhuận sau thuế 2020 của 18-19 ngân hàng dự kiến tăng 4,9 thôi đã so với 2019. Đúng không? Kế hoạch này khá thận trọng so với 6 tháng đầu năm thì vẫn cao đúng không? Nhưng mà 6 tháng đầu năm thì chúng ta cũng phải lưu ý là do cơ sở là trên cái base của hai quý của năm trước nó thấp đúng không ạ? Nhưng mà hai quý cuối thì lại tăng rất là nhanh. Chúng ta lưu ý cái điều đó thêm ha. Đấy, thì trong này báo cáo cũng có đưa ra là như tôi phân tích trong phim Pro Digest 3 này là do cái này đạt được là do thay đổi trong chính sách thông tư 01, tức là chưa hạch toán cái đó vội đúng không? Nhưng mà như Phục nói là nhìn quan sát diễn biến thì các ngân hàng có vẻ như họ vẫn sẽ trích lập, thì nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của ngân hàng trong năm nay hoàn các loại. Ngoài ra thì cũng có một số cái điểm mà chúng ta lưu ý thêm này là cải niêm thì xu hướng nó đang giảm ha, tăng trưởng cho vay với khách hàng cũng giảm, và đặc biệt là cái driver rất là lớn là cho vay cá nhân của các ngân hàng Việt Nam đã tăng rất mạnh trong những năm qua, thì bây giờ theo thống kê là nó đang giảm dần cái tốc độ tăng trưởng cho nhóm cho vay cá nhân. Để nhìn như này, để anh chị có thể nhìn qua. Bởi vì nếu mà mình nói con số chung nhưng mình không đưa ra những cái động lực chi tiết bên trong thì mình sẽ không thể nào mà thấy được cái bản chất của vấn đề nó sẽ nằm ở đâu. Vừa rồi thì các ngân hàng, có rất nhiều các ngân hàng đã xin được nới cái zoom tăng trưởng tín dụng. Thì ở đây cũng có nhiều ngân hàng được ngân hàng nhà nước cho phép tăng trưởng tín dụng. Ví dụ như là Techcombank chẳng hạn, được cho phép tăng trưởng từ như trước đây là 13 thì bây giờ có thể được phép từ 19-23. Tương tự như thế thì VPBank cũng vậy, MB cũng được, VIB, TPBank và HDBank thì đều được nới mức tăng trưởng tín dụng từ 19-23% đối mỗi ngân hàng. Trong khi đó thì những cái ngân hàng nhà nước thì về cơ bản là do cái hệ số K của nó thực sự là cũng chưa được, chỉ vừa đủ thôi, thậm chí có ngân hàng còn chưa đủ cơ. Thế do đó là họ không được phép nới tăng tín dụng. Thì đây chính là cái cơ hội tăng tốc cho những cái ngân hàng tư nhân ở cái nhóm thứ hai này để vượt lên. Thì vì sao mà lúc nãy thì em có dự báo rằng là cái tăng trưởng tín dụng từ giờ đến cuối năm sẽ có khá cao? Bởi vì về cơ bản có thể cầu thực sự của thị trường về tín dụng nó không phải quá lớn như thế. Nhưng do các ngân hàng này họ muốn giữ chỗ, giữ zoom của họ, thế thành ra họ sẽ cố gắng để tăng trưởng được mức tối đa để dành cho cái zoom cho các cái năm sau phát triển. Đó. Thì bởi vì một trong những cái yếu tố rất quan trọng của các ngân hàng đó là họ muốn bành trướng cái tài sản của mình cũng như là cái quy mô tín dụng của mình. Đó. Thì đây là một cái điều cũng khá đáng chú ý đối với những cái ngân hàng mà đang ở nhóm 2, không phải là nhóm ngân hàng nhà nước, đấy, nhóm quy mô thứ hai.